Pinong Sương Điếp, Pinong đang lý ngồi chương trình tiếng tài nùng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Pinong Sương Điếp, sai sáu bài tình kinh bừa ké, đài trình biến tứ bài co nhá tấn rủ bài can sẩy, lại tình bánh nhá ngài chân đây và mi lai cần nát, tứ tời cón tạt xe. Thơm này tời sổng tối mỡ, tỏ bài tình kinh này vận đài lai cần chăn nát. Cuối thân bèn nhà ngài số huyện Hòa An và bài huyện Sở Sáng bấu cần tờ bấu chắc thân bà Hoàng Thị Liễu số Hồng Việt thị trấn Nước Hai huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng. Bà Liễu hử chắc xe mì đẩy bèn đây kinh cần xíu nhất lè lèo luộc mưa bay thình hết. Sướng bèn đẩy đây kinh lè lèo đẩy hết bằng khẩu nua sầy và muối cải mần bấu mèn xăm sạp và khấu trăm. Bơ nhà ngài lè lược bày bơ ón mì màu keo nhạt và xì po cứng tành mừ lè xè hăn mì mùi hom của nhà ngài. Hay cả ao bơ ké lè bèn xè mèn không và nháp. Bằng sàng tỷ cần lèo mì thêm bài nguyên liệu đai xe hết nhân bèn xù cá thương thao ngà hót xe hết bèn ăn bèn đáy đây. Lạp mèn thương trang lì hết bèn tài lèo cần trình biến lèo chắc hết xe mì đẩy bài mòn chăn đây đén chào bèn ăn bèn ón và đây sướng khẩu nua lăng lì đẩy má quả cằm lè xe ao cứng xe nứng và bơ nhà ngài đẩy rào sơ tổng nằm xe xúc và tăm xe miền phấn nhân của bèn lè ngà hót đẩy của cứng xe xúc và tăm óc, cồn tỏi và thúa đinh thương, chào bền đẻ mùi chăn hôm. Trang xì tăm bèn lè gần hết, lèo tăm bằng mừ, thân xì bơ nhã ngài, nem tỏi và khẩu nua lần, bền màu keo nhạt. Xì đà hết đầy bày tàng tỉ, lè xe khoái táng ao mừ mà, bánh hết bền ăn bèn sấy giá xe thả thân đạn và cắt ton ao khảo hộp khảo túi mưa công sàng bắt bèn lè tỏi lèo chăn khoái mừ và mì tin mừ xay xấu bay cần nát hết bèn đánh bài ăn bèn sấy đây sướng và lần canh chẳng hạn đầy bài mòn chăn đây đến của bài sám pi ón tỏi và giá trị văn hóa mà bù kẻ tạt xe. Để có muốn có cái bánh gì để ngon ý thì xe bị đẻ ăn bánh tằn đây kinh là món cần xíu nhất là lược khẩu đây kinh khẩu bố mì xăm sạp khẩu trăm là bánh trắng đẻ ón bơ nhà ngài là lèo nhà ngài ón kheo là bánh cùng trắng đẻ đây kinh trang xì nừng khẩu và bơ nhà ngài là lèo nừng đại hưng trắng bị đầy màu keo đây sướng lại bèn cùng trắng đầy đây kinh thì làm bánh nó mới ngon ạ. Trang văn hóa tâm linh của cần tày nùng sổ Cao Bằng bèn nhà ngài mì bày ý nghĩa sù cả bài món đây đến của bèn tóc bèn tổng bèn tần trang văn nền táp tời vì bèn mọi dịp lệ nền là bèn nhà ngài vận đáy lai cần lược. Cái bánh dày này, bánh dày nhài này thì những cái dịp Tết, ngài, dịp lễ, nền, lễ hội, các thứ đều sinh mình, hết. Lễ hội, lễ khai, chăn đây khai, sườn khói là chuẩn bị, chăn lai sẽ phục vụ hứ bánh khách hàng. Phong tục tứ bữa bày là bánh tằn chăn cần xíu trang bày dịp lễ, thủ cá xót sang bơn sang. Ăn vằn là sườn khói cùng hết huấn thiên tứ hà bác thân hốc bác ăn bánh, tỏ bày dịp lễ, lè lèo. Song thân sam xiên mọt vằn, xù cà sau sam bơn sam nấy lè hết sam thân sĩ xiên ăn bèn xe phục vụ mọt ngờ sướng của mọi cần.
Bèn nhà ngài bấu tan lè thình kinh dân dã mà nhằng cả khẩn la ý nghĩa, cả khẩn truyền thống kinh nặng chứ cốc bó của mọi cần dân Việt Nam. Chính vì bèn mà thình kinh này đã đáy lưu truyền từ thời này quá thời đai và lè phấn bấu hiệu đáy trang bài dịp lệ nền. Pin ong lương điếp, tói và pin ong rất tống nói cần, văn hóa táp tời chính là mòn bèn quỵ nhất mà bầu đầy và sực le thân cả này. Xeo pi bươn, lai mòn văn hóa, thư bọn lắc dân tộc, mèn tà bay, tò tói và cần phụ nữ dân tộc sao phối chung và phụ nữ sao tiền số xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng phối riêng, mưa khửng lực khóa táp tời của dân tộc và làn điệu báo sông sực lị đầy sực le và phát huy. Này là biến phải xe quán khảo bi kha cứ theo theo tàng mây này và bèm tàng này là theo tàng mớ theo bài tàng mây màu này tam điển và căn này đấy lan đại chứ và chắc tàng hết bấy chứ giá lẻ cứ hết bên tí nhằng này là tin sửa xe theo xèo bài béo tì bên hình nậu béo sáu và bên hình tô ma cứ tiếp xèo bên tì này là tô ma giá lẻ thân có mày nhằng này là tói ma nâng bài lan cứ hết bên này tứng xám giá quén mười sục sậu là tám bên bài lì váng công bà Chu Thị Mai số bản nà lèng tèo xài sáu bài bì nọng xe xài căn theo sửa khóa của dân tộc lầu bà Mai cùng tấn xám hết và cả hử bài lục lao lan sao xe hết sửa khóa tỏi và cần phụ nữ dân tộc sao tiền ngay từ lì nhàng sấy đã đầy tay theo xe táng hết bèn khường sửa khóa táp tời hử đang lầu và trang sườn bài thình đầy theo khấn cáp sạt tỏi và bài cầm tuyển mưa cốc bó, mưa bài tời sồng hàng phần, sổ cả bài co mày, bài tàng nằm, tua cúa. Chúng hôm nay Cao Bằng miền với hai chúng nó non. Này bài lan ít xim phấn tinh sửa này là cứ theo theo quy luật là hình tô ma giá thân co mày lăng tỷ là tói ma giá tẻo co mày giá trắng thân tô ma táng rằng rũ tỷ nhằng phấn đang sửa này là cần cao bằng lầu mì thêm bài thình hình bên tỷ bèm bài phấn rũ tành sứa là xè son theo khăn thống rũ tành thua cái khăn này là bài lan chắc tài lăng là cần dân tộc giao tiền rũ cao bằng lầu leo thống cái khăn màu khao này là leo cầm cúa bài ké vừa bay lần ca là cần giao tiền bong hay số cao bằng bắc cạn tuyên quang là cần thua đã toàn mình vì số quay tèo sập phân lồng cái vì bèn đã bấu lập mà xe thống khăn khao hứ cần phá đã toàn mình vì bèn lè cùng bấu bé hết lề nhang phi và biết khân bên này lăng này lè cần dân tộc giao tiền của bong hay lè lèo thống khăn khao xe sừng xì sáng bài lục lan chứ mưa bá mé chứ mưa cốc bó của dân tộc và mưa lăng này là xe chắc đại chừa cần nhàng bá mé tối và cần bố nhàng bá mé vì bên trắng theo khấn bài thình đó xe ao khấn tình cái khấn này nhàng này là bơ khoèn tắc tới của dân tộc lầu món này là khói đắc lý hết sang tái bèo với hết bèo màu cao giá tỏ nhằng màu đen tỏi và màu đâm lẻ sang hết đáy hết đáy bớt khoèn này là tứ bừa bay bài kẽ đà tẩy dùng sáp
xe hết bên tàng khẩn này mà lắc tì lẻ áo bên nhộm lè trắng bên bài mòn đây bên tì khường sư khóa tắp tới đây đo của cần sao tiền lầu lèo mì đo sửa xì quen sẵn đang xa cạp xeo phong tục của cần sao tiền lục sao con xì bê áo pua lèo chắc theo và chắc nhập bày khường khoèn sửa khóa xe trang vằn lầu nùng của lầu bày tàng mây tàng khem bày mòn đê đén sủ tình khường sửa khóa khường khoèn cả khẩn mòn sắc săn tài khó mì tin mừ của cần mẹ nhìn dân tộc sao tiền sủ trang sườn tỷ tỷ chính là bài tiêu chí xe lược ao mà hết mìa của bày cần bỏ trái dân tộc sao tổ ăn hiu cháu từ tổ hiu cháu từ lúc chụp giết nhỉ khói chắc theo tứ thì khói đại rất nhỉ rất lam pi khói đại mé của khói tài hư tốc đủ là son tướng thình thình từ khuây ngải nhất là son cón lăng tì trắng son thân bài thình khó hơn dù cả bài nậu béo bài tô ma và pi xếp cấu pi lè khỏi áo pua khỏi nùng khường sư khóa khỏi táng hết và cả này bài lục khỏi hàng phần bê son là lè thân nền khỏi tèo tài hứ bài lục lát của lầu cháu tập hồ cháu hăng cháu khâu á mấy hiệu cháu khâu pi để xếp hàng xếp cấu pi lè khỏi son xe hết tốc đú là khỏi cùng son tứ bài mòn khuây ngại là bài khen sửa tinh sửa con và xì bài sụp sầu mé khỏi tay hứ thân xếp bét pi là khỏi trắng táng hết đầy và cần này bài xì vã công là khỏi xài ché khỏi hết bấu tan ít sim khẩu theo và nhập bài sửa khóa mà bài pì nón dân tộc giao số bản nà lèng xin khi chắc đầy việc bảo tồn làm việc báo sông của dân tộc lầu số nà lèng đầy sông tỏi và mòn nất nhiều tỏi và văn hóa mưa cốc bó chính là món hôn hỉ của bài pì nòng lăng mọi vằn bay hết việc tứ sĩ bán du lịch cộng đồng hoài khao bay khảo hoạt động là món hôn hỉ tỷ của bài pì nòng tèo đầy bay khẩn thân tỏi và bài khét mà thân xương và tham quan chắc mở văn hóa của cần sao tiền trong những năm qua thì được sự quan tâm của huyện ủy trang bài pi quá đại món ếch kim cú huyện ủy ủy ban nhân dân huyện cùng lưu cả lãnh đạo xã bài đoàn thể bài bán nhất là bài cần hết chương trình sổ tài chết mưa phát triển búng du lịch phe bắc phe đến và ủy ban xã cùng xử lý ếch kim mưa việc dựng xe và phát huy giá trị văn hóa dân tộc nhất là di sản văn hóa số quang thành là mì văn hóa dân tộc sao đầy lai cần chắc thân lưu cả sửa khóa lè văn hóa mì tứ hương tời, nọc ma lè xạ bóc khói, cùng mì tì du lịch cộng đồng hoài khao, lè tì dược xe và phát huy bài món táp tời của dân tộc, mưa theo bài sửa khóa. Xà đà có bên lai lớp tập huấn lai truyền tài, in bài thình nấy khấn sửa khóa, đầy bài nghệ nhân tại hứ bài sáng ón, xe sực đầy món táp tời bấu mèn tá bây. Cả này tỏi và xu thế hội nhập. Tẩy mớ, mài cả mí lai thình sửa khóa xe lược và dùng đài quay ngải hơn tỏ pì nòng dân tộc sao tiền cùng lù cả bài pì nòng dân tộc nội cận. Lai tời này vần sừng lý thư xèo bài mòn đây đén của dân tộc lầu. Ít xem mở khừng sửa khóa, thư xèo tên và mì ý nghĩa. Trang bài phản hồi, bài nghi lễ cần xíu, bài cần mẹ nhìn sao tiền, tèo nùng bài khường khoèn chào bên bài tha nạ đây đén số bốn sung. Quá tì cả khẩn đầy bài mòn lương điếp, mòn hôn hỉ tỏi và bài văn hóa táp tời đây bòi,
cáng quá bài sám pi. Pinong lưng điếp bái pi sở nấy phong trào phụ nữ tài nài loan tập hết kinh, tàng có tài lòng yếm đo hôn hỉ, đà mi bài mòn sành sám quảng khóp trang tàng tỉnh, góp phấn đem đòi khảo công cuộc vẹn tạt liều xác hết kinh bay khẩn số tỷ vuông. Trẻ Hoàng Thị Chiêm, hội viên phụ nữ Tổ Long, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, le gương lùng, tài nài khảm quá khó khăn, le mì đẩy lưu nhập, hử trang luồn. Theo giám kha của trẻ hội viên phụ nữ phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, thăng dương mô hình hết kinh của trẻ Hoàng Thị Chiêm. Băng khói đầy chắc. Xe mì đầy bài mòn bên này ổn tỉnh, trang lườn ché chiêm đã lèo cáng quá bấu nổi khó khăn. Tỏi và sổ tôm chay tỉnh hà xiên mét vuông, tôm xe hết kinh, con tỷ trang lườn ché đâm khẩu chai bắp và bài thình pha miều đai, thu nhập tứ bài thình co chai này mọi pi tan tờ líp triệu mân. Hết thử tỏi sống trang lườn sườn xì khó khăn xỉu xuống. Tứ thì đại hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bang Hưa Sim Pón, trẻ đã chuyển tối tứ, bày co pha miều quá chay co lào bơ và mì đầy món lưu nhập ổn tỉnh tài sông tài sòng. Trước đây khu đất này là trồng ngô. Con tỷ trang lườn là chăn khó khăn, tăng lườn mì hơn xếp xiên mét vuông tông, trang tỷ là mì há xiên mét tông nà, lạnh và xíu nằm khướm pi vì bên ái thuần là chai bắp. Tỏi và số tôm nấy mỏi pi hứ thu hoạch quảng hơn tấn bắp và mì đầy quảng vét triệu mân. Và đầy mòn Bang Hưa tập huấn kỹ thuật của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Kỳ bi quá lè khỏi đà truyền quá chay co lào bơ. Sáu chết xiên co lào bơ mỏi pi mì thu đầy quảng song tấn lào bơ khớ và trá khai khoảng hốc líp tân hốc líp hạ triệu mân mỏi tấn. Mì thu nhập tứ con lão bơ mỏi pi cùng đại tỉnh bác nâng nhì xếp triệu mân. Bài mòn này ao mà nguồn sâu hữu trang sườn, tộc sục bày bì sáu chay bài thình co pha miều đai. Nọc chay lão bơ, trang sườn ché chiêm chay hơn, bác con mác bàng bước theo, tỉnh sổ tông hạ xiên mét vuông tông. Nhàng tèo số sở sàng lườn liền xếp nhì tua mò sinh bẻ và liền cái liền mu nửa sáu thuần thầy tứ đâm chay trưởng trào mọi pi trang lườn ché thu nhập sở song bác triệu mân trang bài bơn tói ná ché chiêm xè chay thêm con mòn xe ong mát và xèo ché chiêm cáng quá thì chay thử tông số nầy cùng hạp tói và thình co chay nầy. Bằng sàng tỷ chế sẽ chẳn dùng bài mòn tá óc, tứ, hết kinh và khún của mò vài sạn mì và xe liền chùn quế xe hết của kinh trang trượng trào. Rất là mong là phụ nữ của nông thôn, thứ nhất là về riêng tổ hai mà cả... Khói đăng lý liền thử nghiệm chùn quế, nấy cùng lè thình kinh mì lai đàm, xe liền bài tua cúa, và xài tỷ cùng hết nòi lồng mừa ngân chèn sự bài cú kinh hứ tua cúa. Và bài thình của chùn quế này đầy tá óc, lè xếp khảo thình khún bòn hữu cơ, đây hứ bài thình co chay, trang bài bơn tói nạ, lè khói xe tướng sàng liền, chùn quế và chay thêm co mải mọn xe ao mát xe tài sung tời sống hứ trang thuần bấu tan hết kinh sỏi ché chiêm nhằng lấy gương lùng bay tàu trang bài phong trào của hội phụ nữ của tỷ vuông sương xì hết kinh buôn khai xe hử bài bỉ nọng hội viên phụ nữ son tập hết lèo vận động bỉ nọng xây căn tàng cỏ bài mô hình hết kinh vươn khẩn thoát khỏ hết chào. Theo ché Nông Thị Ánh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Xuân, ché chiêm là gương sùng sắc xanh tài khó, hử bài bì nòng trang hội son tập và hết lèo. Trong những năm qua thì cái phong trào mà phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, tói và tính sắc xanh tài khó là ché đà tài nái vân khẩn, khai thoát khó hết chầu.
trang rong pin nấy lè chế đã chuyển tối co chay tứ bài pha miều quá chay con lào bơ liệt mò linh tẻ và ao mà đại nguồn su ẩn tỉnh mọi pi tỉnh bác nâng hà liếp triệu mân và chế tăng trang sườn xương lý hết lèo đây chủ trương tàng lọc của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia sinh hoạt chi hội cùng lục cả tổ dân phố đây đo bài nghiệp vụ của hội viên và rèn luyện đây mười phẩm chất đạo đức của cần phụ nữ Việt Nam và chế sườn lì tài nài say sáu ban chấp hành chi hội trang công tác tuyên truyền và triển khai bài nhiệm vụ của hội cấp nưa tài này hưởng ứng bài phong trào thi đua truyền đạt tẻo bài mòn lầu chắc trang hết kinh hờ bài pì nòng trang chi hội le xài căn cóp sức khảo công cuộc giảm khó hết chào và tăng có tổ chức hội mán lành le gương sùng hứ lai pì nòng phụ nữ trang chi hội son tập và hết rèo sáu việc sắc săn tái khó mốc nắm mốc hết tói và bài mòn đà mì đáy trang bài bi quá trang lườn chế hoàng thị chiêm sơn lì đầy lườn văn hóa và chế lai bày đầy bài cấp bài ngành khen thưởng là điển hình trang phong trào thi đua phụ nữ bang hơ căn le vành tà liều giác hết kinh bay khẩn số tỷ vuông Pì Nòng Lương Điếp Cao Bằng là tỉnh mì lai dân tộc xây sinh sống tói và bài mòn phật phòng mưa bẩn sắc văn hóa trang bài văn bài dịp hua xuân và sườn lì diễn óc bài hoạt động hình liều mưa bài thính ke dân gian thư bản sắc dân tộc trang bài văn hua bơn lam âm lịch bông khỏi đàn mì dịp mài tói và lễ hội sinh mình sổ xa phúc sen huyện quảng hòa bài mòn đây đén tỏi và lề hụi bong khỏi hăn lè sắp lục khóa nhộm ốt của dân tộc say sáu tỷ lè bài mòn phật phòng lũ cà say mà du hút bài mòn ít xim của bài du khách say mà lè hoạt động xe pì nòng cần dân bài giao lưu trang dịp hội văn nền văn lậu tỷ lè thình ke dân gian của cần tài nùng số xã Phúc Sen Phú Riêng và tỉnh Cao Bằng Phú Trung. Lại cò là môn thể thao tỏi lèo khoái mừ khoái bát, tói và bài mòn cắp sạch, dù cà cằm phối và óc bài điệu mừ, thân lì sai mạ, xe mì sau cần táng sai mạ dù căn, dù cà xí cần mọi phẳng sau cần, to trang lễ hội sườn lì lè xí, dù hà cần số trang bán, xe tức tỏi và căn. Thân lì sai mạ, lẻo mì cần xe chữa trang xe băn hình rụ bấu. Thân lì hết xá luật là tăng song bảng lẻo sai mạ tèo. Còn lì sai mạ song bảng đà căm mừ căn, rụ cả hình, xua, cùng xe hôn hỷ. Lì bài niệu mừ đang lý sườn óc tỏi và cần bảng lá, lè tăng song thẳng. Cùng khớp tỏi và căn, dì chúng tỏi và sổ mà bác lầu đạp phối là cần tỉ, đầy tức hình. Vì bệnh, bài cần đăng lý sai mà là lèo nắm khoái táng, mưa cùng óc tướng nhiệm mưa khoái và bác cùng phối khoái. Và ngồi, bài cần thằng tỉ, óc bền rừ, xe mì đầy bài mòn chúng, sai tỉ lèo tối mạ bắt mạ liên chặt. Lè lèo đoán bài mòn nắm của bằng tỷ xe bấu mềm bắt bài theo tiếng của tỷ phương sòng lè bắt mạ say mạ óc bài điệu mừ bấu theo quy luật tử hay ca tăng song thẳng phối chúng và tổng căn lè phiên lần căn bên ca thồng sinh mạ lè say mạ tiếp theo và tăng long bằng xẻ đầy sai mạ và căn lam bày bằng từ xua song bày lè bằng tỉ mèn xua bằng từ xua liền chập bấu mì đầy cái kha thú từ bằng tức hình xẻ mì quyền xe sai mạ tỏi và bài bàn đai sai mạ chào óc đầy không khí phật phòng vì bài mòn khoái mừ khoái bác của cần sai mạ và ao thân bày mưa bài mòn tức
chăn phạt phòng, tứ cần đăng lý sai mạ, thân bài cần tỉnh cùng hăn đẩy đây và thả đẩy sai ngòi bài mòn tốc hang. Lại có lấy môn thể thao bấu mì trường lớp sẵn tay, to đầy bì nọng cần dân số đầy, toàn tứ tời này quá tời đai. Sai mạ, bấu bì mừa, bi bươn, lê hồi, văn lệ, văn nền, số tờ, lè hôn hỷ, lè mì sai mạ, le giao lưu tỏi và căn. Trai hoàng văn cò số quốc dân, hử chắc, bừa bài nhang sấy bay hình hồi, rủ cà bay lấu trà. Lè hăn mọi cần, sương xì sai mạ tỏi và căn, vì bền bài thình này, công đà chấm khẩu, bài mòn nằm của trai tứ xì nhang sấy. Môn lạy cỏ này là em biết từ lúc còn bé, từ học lớp 1, lớp 2. Là cái môn sai mạ này nòng chắc tứ vừa sang lớp 1, lớp 2. Tí lé môn giải trí bị nòng thì đã hết việc mà. Văn hóa của cần nông an số này rủ cả bài bán con tờ cùng mì và tăng mẹ nhìn công chắc sai mạ. Mòn này là cùng cả khẩn, mòn khoái mười khoái bác, cả khẩn mòn các căn sạch rõ xe phỉ nồng, giao lưu phả căn và cả khẩn đáy sức rèn, mưa mòn cáp sạch tỏi phả căn hơn. Phỉ nồng xuống này là chăn ngờ xuống xe mà tỏi phả căn, đáy sai mạ phả căn hôn hị. Hội để vui vẻ để giao lưu với nhau. Xeo bài ké lần tèo. Sai mạ là môn thể thao bấu liệu đầy trang bài văn lệ nền, lầu trà, bài xì hôn hỷ. Giao lưu sai mạ nhằng cả khẩn mưa, bài mòn, nắt níu, phạt phòng. Khoái mưa khoái bác của cần sai mạ. Bài cần sai mạ giỏi sừng xì, lè hăn ngài và đầy bài cần mẻ nhìn chăn nắt. Thường là các dân tộc khác sẽ có những cái trò như là sơn lì và dân tộc đai sù cà bầu cùng mì bàn tù tì xua lẻ xe in lấu số bằng dân tộc nông an lẻ xe mì sai mạ bằng tớ xua lẻ xe mèn phạt in lấu tì lẻ mòn văn hóa tì chính lẻ xì chay căn chừa bài cần sáng ón xeo sù cà bộ bay lẻ bài cần lục báo tờ bấu chắc sai mạ lẻ bấu ao đẻ mẹ sơn lì bài cần sáng ón dù cá lan lẻ lèo phong chắc sai mạ trắng ao đèn nè. Ông Sạch Văn Long, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn hứa chắc bị nòng dân tộc tài nùng số này sơn lì sực khe và phát huy bằng toàn sắc văn hóa tác tử của dân tộc trang tìm mì sai mạ khi cộng đồng dù bài nùng sườn mì bài mòn hôn hỷ bài dịp lễ hội là bóng hiểu tài sai mạ. Văn hóa lạy cỏ là một cái trò chơi dân văn hóa lạy cỏ là văn hóa dân gian thu hút đầy bì nòng cần dân tham gia cùng thu cả bài cần mà thức ngòi. Văn hóa lạy cỏ chào đầy bài mòn các lặt hôn hỷ và căn trang tỷ bày khi hình liều và bài ban giao lưu cả cần mòn các căn lặt lọ ngắm liêm trang hết kinh. Sai mạ đã có phấn hết hừ bài mòn phạt phòng trang lễ hội sinh mình số đầy ao mà hử bài mòn đây đến mưa bài hen khua bài mòn văn hóa trang bài lễ hội của cần nồng an số xã Phúc Sen sai mà lè tức đầy mỏi tỷ và cần tờ sừng lì sai mà giao lưu trang bài thì lầu trà khảo luận mớ và phủ lường lù cà lê khai bươn sai má thủ cả thình bấu liều đáy trang bài văn hôn hỉ bền tỉ và lê cái sai xe cát sạch bài cần tứ quay mà thân này cùng han quén luộc và sờ hơn cả này cần dân tộc Mông giao kinh lô lô sán chỉ cùng chắc tỉnh và chắc sai mạ tham gia giao lưu sải căn lẹp món văn hóa tứ bửa bài phần ấy truyền tái xe thân cả này và đáy lai cần dân tham gia cả này xài xấu món tây khẩn của xã hội văn hóa dân gian văn hóa tinh thần cần đại bảo tồn sực khe và tây khẩn. Pinong lương điếp chương trình tiếng tài nùng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng thân này lẻ lẹo, so bẹc pinong và chập tẻo khảo bại bái lăng.